vào năm 1945, năm máy bay TPF Avengers thực hiện cuộc huấn luyện định kỳ ở vùng tam giác Bermuda. Ở giữa cuộc tập huấn, các máy bay gặp phải một trận mưa dữ dội và gió lớn dù dự báo thời tiết là trời quang đãng. Các phi công trở nên cực kỳ mất phương hướng và phát thanh về căn cứ để thông báo rằng thiết bị điều hướng của họ đã ngừng hoạt động. Điều cuối cùng mà căn cứ nghe được là khi máy bay đầu tiên giảm xuống dưới 37 lít, chúng tôi đều lao xuống và sau đó là sự tĩnh lặng. Người ta không còn thấy hay nghe tin gì về 5 máy bay và 14 hành khách một lần nào nữa. Trong hành trình đầu tiên đến Tân Thế Giới vào năm 1492, Christopher Columbus đã đi tàu qua tam giác Bermuda. Columbus kể lại rằng vào một đêm, khi đang ở trên boong tàu, ông nhìn thấy một luồng sáng khổng lồ xuất hiện ở phía xa, không giống với bất cứ thứ gì mà ông từng thấy trước đây. Columbus nhìn la bàn của mình để tìm phương hướng và chỉ số rất hỗn loạn. Có thể bạn đã để ý thấy là tam giác Bermuda không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ thế giới nào. Đó là do các cơ quan chính thức từ chối thừa nhận rằng khu vực này thực sự tồn tại. Vào tháng 3 năm 1918, với 306 người trên boong, con tàu USS Cyclops rời Barbados và hướng về quê nhà Baltimore. Con tàu đã đi qua tam giác Bermuda trên hành trình của mình và không ai còn thấy nó nữa. Cyclops chưa bao giờ phát đi tín hiệu cấp cứu nào và biến mất không có tung tích gì. Đây là con tàu lớn nhất bị biến mất ở tam giác Bermuda. Người ta cũng không phát hiện mảnh vụn nào còn sót lại. Không ai biết chính xác có bao nhiêu tàu và máy bay đã biến mất ở tam giác Bermuda. Ước tính sơ bộ là 50 tàu và 20 máy bay. Thông thường, không có lời giải thích nào cho các vụ mất tích và người ta cũng không tìm thấy mảnh vụn nào. Vào năm 1800, một tàu buồm lớn có tên là USS Pickering đã khởi hành từ Mỹ đến Tây Ấn. Con tàu đi vào tam giác Bermuda cùng với thủy thủ đoàn gồm 90 người rồi mất tích từ đó. USS Pickering là con tàu đầu tiên được xác nhận là đã biến mất ở tam giác Bermuda. Người ta tin rằng con tàu đã bị một cơn bão đưa ra ngoài, nhưng vì họ không tìm thấy mảnh vỡ nào nên chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn sự thật là gì. Vở kịch nổi tiếng mang tên Giông Tố của William Shakespeare lấy cảm hứng từ tam giác Bermuda. Các thủy thủ trở về nhà ở Anh đã kể lại những câu chuyện về vùng biển hiểm ác gần Bahamas, nơi những con tàu biến mất một cách bí ẩn. Những câu chuyện này đã trở lại với The Bard và truyền cảm hứng cho vở kịch cuối cùng của ông. Vở kịch kể về cơn bão biển đã đưa một con tàu đến vùng đất bí ẩn. Con tàu đắm trong vở kịch của Shakespeare dựa trên sự kiện về một con tàu vào thế kỷ thứ 17, Sea Venture. Con tàu đang chở nhu yếu phẩm từ Anh đến Virginia thì gặp bão lớn ở tam giác Bermuda. Sea Venture đã bị cơn bão vùi dập trong 3 ngày và không vào được bờ. Những người sống sót của con tàu đắm bị mắc kẹt trên một hoang đảo của Bermuda trong 9 tháng. Khi máy bay TPF Avenger mất tích, một chiến dịch tìm kiếm lớn đã được tiến hành. Tàu thuyền và máy bay đã dò tìm dấu hiệu của máy bay trong vùng tam giác Bermuda. Một trong những tàu tìm kiếm là tàu bay PBM-5 Mariner. Tàu bay cất cánh lúc 7 giờ 27 tối và báo cáo định kỳ bằng tin nhắn vô tuyến 3 phút sau đó. Thế rồi người ta không còn nghe thấy tin nhắn một lần nào nữa. Cũng không ai tìm thấy dấu tích gì của tàu bay cứu hộ hay 5 chiếc máy bay Avenger. Một cuộc điều tra lớn về sự biến mất của các phương tiện này đã được tiến hành nhưng kết quả vẫn là không tìm được gì. Vì tam giác Bermuda không phải là một địa điểm được công nhận nên cũng không ai biết vị trí hoặc kích thước chính xác của nó. Một số người tin rằng nó có diện tích khoảng 1,3 triệu km2 trong khu vực Bermuda. Có người lại cho rằng vùng tam giác rất lớn, có diện tích lên tới 3,9 triệu km2. Tam giác Bermuda là một trong những tuyến đường vận chuyển có lưu lượng tàu qua lại lớn nhất trên thế giới. Một số người hoài nghi tin rằng sự thật này đã hóa giải được bí ẩn về tam giác Bermuda. Theo thống kê, khu vực này càng đông đúc thì tần suất xảy ra tai nạn và mất tích càng cao. Mặc dù điều này rất có lý, nhưng tần suất mất tích không phải là nguyên nhân tạo ra bí ẩn về tam giác Bermuda. Bí ẩn xuất phát từ việc thiếu lời giải thích hoặc không tìm được mảnh vỡ của xác tàu và máy bay. Tam giác Bermuda là nơi có điểm sâu nhất ở Đại Tây Dương, Milwaukee Deep. Khu vực này có độ sâu tối đa hơn 8.200 mét. Đây là một trong những điểm sâu nhất dưới đáy đại dương, nhưng vẫn không thể sánh nổi với độ sâu khủng khiếp của rãnh Mariana, 10.700 mét.
Tuy nhiên, độ sâu cực lớn ấy có thể giải thích vì sao chúng ta chỉ tìm được ít mảnh vỡ như vậy. Tam giác Bermuda là nơi có thời tiết khá dữ dội và khó lường. Bão hình thành nhanh chóng và bất ngờ, rồi biến mất ngay sau đó. Nếu chớp mắt, có thể bạn sẽ bỏ lỡ nó. Điều này có thể giải thích tại sao rất ít tín hiệu cấp cứu được phát đi. Phi công và thủy thủ không bao giờ biết được thời tiết sẽ diễn biến ra sao. Vẫn là năm 1800, tàu USS Insurgent đang đi tuần tra thì dừng lại một thoáng tại một căn cứ ven biển trước khi quay trở ra biển. Đó là lần cuối cùng USS Insurgent được tìm thấy. Báo cáo cho thấy có một cơn bão lớn đã đổ bộ vào Tây Ấn trong khoảng thời gian đó. Người ta tin rằng cơn bão mạnh đến nỗi có thể gây ra sự cố chìm của cả tàu USS Insurgent và USS Pickering cũng biến mất trong khoảng thời gian đó. Giống như Pickering, không có mảnh vỡ nào của Insurgent từng được phát hiện thấy. Một giả thuyết nổi tiếng cho rằng sóng độc là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích. Các nhà khoa học gọi sóng độc là sóng bão cực đoan. Chúng xảy ra khi các kiểu thời tiết khác nhau diễn ra cùng một lúc và gây ra những đợt sóng lớn, bất ngờ, cao tới 30 mét. Các nhân chứng nói rằng những con sóng đó trông giống như những bức tường nước khổng lồ. Những con sóng này có thể giải thích tại sao tàu chìm rất nhanh và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Joshua Slocum là một thủy thủ cực kỳ tài năng. Ông là người đầu tiên đi thuyền một mình vòng quanh thế giới. Nhưng đáng buồn thay, ông không phải là đối thủ của tam giác Bermuda. Vào tháng 11 năm 1909, Slocum từ biệt vợ và khởi hành hành trình mùa đông quen thuộc của mình đến Tây Ấn. Vợ của Slocum đã báo cáo là ông mất tích khi bà không liên lạc được với chồng sau vài tháng. Người ta nói rằng ông đã gọi đến Miami để lấy thêm nhu yếu phẩm trước khi biến mất vào tam giác Bermuda. Ngay ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, bạn sẽ tìm thấy tam giác Bermuda của Thái Bình Dương. Họ gọi nó là tam giác rồng. Từ năm 1950 đến năm 1954, 9 con tàu đã biến mất trong khu vực này mà không để lại dấu vết gì. Tàu Kaio Maru 5 được cử đi điều tra những vụ mất tích không rõ nguyên nhân này cũng biến mất. Sau sự cố này, các nhà chức trách Nhật Bản đã cảnh báo đây là vùng nguy hiểm và khuyến nghị thủy thủ tránh vùng này. Dưới đáy đại dương, các sinh vật phân hủy tạo ra nồng độ lớn khí metan bị mắc kẹt dưới nước. Khí này có thể tích tụ cho đến khi, bùm, chúng bị vỡ ra. Khí bốc lên mặt nước và phun trào. Nếu một con tàu ở trong khu vực nổ khí này, nước sẽ trở nên lỏng hơn nhiều, khiến con tàu chìm nhanh chóng và không có dấu hiệu báo trước. Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ mất tích ở tam giác Bermuda. Mặc dù giả thuyết này nghe rất thuyết phục, nhưng lại không khả thi lắm. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng họ không ghi nhận vụ giải phóng khí nào xảy ra ở tam giác Bermuda trong 15.000 năm qua. Vào tháng 7 năm 2015, hai thanh niên đã mất tích sau khi ra khơi ngoài bờ biển Florida. Có một số bí ẩn về những chuyện hai thanh niên đã gặp phải. Họ nói với bố mẹ là họ chỉ đi đánh cá, nhưng lại nói với bạn bè là họ định vượt biển đến Bahamas. Ngay sau khi họ rời đi, một dòng sấm sét di chuyển về phía khu vực đó và không còn ai nghe tin tức gì về hai người họ nữa. Một cuộc tìm kiếm lớn trong phạm vi 24.000 km đã được tiến hành. Nhưng đáng buồn là người ta không tìm thấy gì. Một năm sau, chiếc thuyền của cặp thanh niên được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Bermuda cùng với một chiếc iPhone hỏng và một số đồ dùng cá nhân bên trong thuyền. Một trong những giả thuyết kỳ quái và phổ biến nhất nhằm vén màn bí ẩn tam giác Bermuda đến từ Charles Burliss. Ông khẳng định khu vực này chính là thành phố Atlantis thất lạc. Theo ông, những con tàu, máy bay mất tích và thiết bị gặp trục trặc đều là do các tia được tỏa ra từ các tinh thể năng lượng đặc biệt cung cấp năng lượng cho Atlantis. Tuy nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng giả thuyết của Burliss đã thuyết phục được hơn 20 triệu người mua sách của ông trên toàn thế giới. Một tia chớp lóe lên bên trái bạn. Bùm! Ánh sáng đó từ đâu ra vậy? Máy bay của bạn rung lắc, các thiết bị ngừng hoạt động. Một phút trước bầu trời còn trong xanh, bây giờ tối đen như mực. Các giác quan của bạn bối rối, bạn không biết hướng nào lên hay xuống. Một cảm giác thật kỳ lạ. Bạn ở bên kia thời gian và không gian. Tia chớp lóe lên từ mọi hướng. Những đám mây bao phủ máy bay của bạn và xoay nó như cơn lốc. Bạn nắm chặt cần điều khiển và tự nhắc đi nhắc lại. Mình sẽ ra khỏi đây, mình sẽ ra. Qua những đám mây đen và dày, bạn nhìn thấy một tia sáng. Đó là cơ hội duy nhất. Máy bay của bạn bay về phía ánh sáng như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Và vù,
bạn thoát ra khỏi cơn lốc khủng khiếp. Thiết bị của bạn đã trở lại bình thường, máy bay không còn rung lắc, bạn đã được cứu. Đó là cách các phi công từng đối mặt với sự bất thường của tam giác quỷ mô tả trải nghiệm của họ. Chà, ít nhất là trên các chương trình truyền hình. Phần đại dương rộng lớn giữa Miami, Bermuda và Puerto Rico vẫn là khu vực bí ẩn nhất hành tinh, nhưng nó không đơn độc. Alaska cũng có vùng tam giác riêng. Kể từ cuối những năm 80, đã có 16.000 người biến mất ở đó. Những người chứng kiến sự kiện dị thường tam giác Bermuda nói về sương mù dày đặc, tia chớp, những quả cầu ánh sáng và ảo giác. Ở Alaska, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Con người, máy bay, tàu thủy đều biến mất không dấu vết. Không có ai ở gần cho chúng ta biết cảm giác đó là như thế nào. Vào năm 1950, một chiếc máy bay cất cánh từ Anchorage, Alaska bay đến Great Falls, Montana. Có 8 thành viên phi hành đoàn và 36 hành khách. 2 tiếng sau khi máy bay cất cánh, cơ trưởng thông báo rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng sau đó là sự im lặng. Chiếc máy bay dài 30 mét dường như bốc hơi thành không khí loãng. 85 máy bay và khoảng 7.000 người đã tìm kiếm nó, nhưng không thấy dấu vết. Thậm chí không cả một con ốc hay bu lông, không gì cả. Bí ẩn về chiếc máy bay đó đã khiến tam giác Alaska trở nên nổi tiếng. Nếu nhìn vào bản đồ, đó là một khu vực hoang vu, đi qua gần Anchorage, Barrow, Juneau và gần như không có dân cư nào cả. Nếu bạn nối các dấu chấm trên bản đồ, bạn sẽ có một tam giác nổi tiếng. Bạn có thể đặt 2 tiểu bang Oregon vào đó. Nếu thích đọc thông tin, bạn sẽ biết rất nhiều khu vực lớn trên hành tinh có những điều kỳ lạ liên tục xảy ra. Trên đất liền, dưới biển, giữa sa mạc, rừng rậm. Các nhà khoa học có nhiều câu hỏi về những nơi này. Tất cả đều có những điều bất thường liên quan đến điện và từ. Máy bay và tàu bè biến mất, mọi người nghe thấy, nhìn thấy chuyện này, chuyện kia, và đây là một trong số đó. Thung lũng che đen của Trung Quốc trông giống như bối cảnh Hollywood của một bộ phim rất kinh dị. Mọi thứ đều rùng rợn và bí ẩn. Ha, tuyệt. Hãy tưởng tượng một khu rừng che trải dài 40 mét đi nào. Các cây xanh mọc san sát nhau và hầu như không để lọt chút ánh nắng mặt trời nào. Một làn sương mù kỳ lạ lơ lửng trong không khí. Nó đến từ đâu và tại sao nó luôn ở đó? Không ai biết. Những bí ẩn chưa dừng lại ở đó. Trong nhiều thế kỷ, con người đã biến mất trong khu rừng rậm này. Các nhà khoa học tin rằng địa chất kỳ lạ ở nơi đó chính là nguyên nhân. Các vết nứt có thể đột ngột xuất hiện trong lòng đất, đủ lớn để ngã vào đó. Có những thay đổi lớn về thời tiết và thậm chí có thể có hơi độc. Đó là do một số cây cối rơi xuống đất tạo ra. Có một con đường dài xuyên qua Ladakh ở Ấn Độ và được gọi là đường từ tính. Đường dốc lên và dường như không tuân theo luật hấp dẫn. Đây là những gì sẽ xảy ra. Bạn lái xe đến chân đồi, tắt máy và ra khỏi xe. Xe bắt đầu lăn bánh lên dốc với vận tốc lên đến 20 km/h. Sao có thể chứ? Giả thuyết thứ nhất, ngọn đồi có lực kéo từ trường mạnh nên hút ô tô khi nó đến quá gần. Người ta cho là không quân Ấn Độ không bay qua đó để tránh tất cả những sự can thiệp vào thiết bị của họ. Giả thuyết thứ hai, tất cả chỉ là ảo ảnh quang học. Những ngọn đồi xung quanh dường như mất hút ở đường chân trời. Đối với chúng ta, con đường trông như dốc lên, nhưng trên thực tế không phải vậy. Hồ Michigan khổng lồ trông giống biển hơn là hồ. Trong hơn 400 năm qua, 6.000 con tàu đã biến mất ở đó. Tại sao lại như vậy? Hồ có vùng tam giác bí ẩn riêng và thực ra ở đó có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp hơn là ở tam giác Bermuda nổi tiếng. Năm 1950, chuyến bay 2501 biến mất trên hồ khi bay từ New York đến Minneapolis. Hiện nay vẫn chưa rõ số phận của 3 thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách. Năm 2007, một giáo sư khảo cổ học dưới nước trong lúc khảo sát đáy hồ Michigan đã tìm thấy những phiến đá xếp thành vòng tròn cách mặt hồ 12 mét. Chúng trông giống Stonehenge ở Anh, nhưng tại sao chúng lại ở dưới đáy hồ? Ai đã đặt chúng ở đó? Các nhà khảo cổ học tìm thấy những hoa văn chạm khắc trên một trong những phiến đá. Đường viền của nó giống như bức vẽ một con vật. Đó không phải là điều bất thường, ngoại trừ việc con vật đặc biệt trông giống như voi ma mút đó, có thể đã được chạm khắc vào khoảng 10.000 năm trước. Ngủ là một việc rất khó khăn đối với người dân Venezuela sống gần hồ Maracaibo. Ngay tại nơi con sông Catatumbo đổ vào hồ, xuất hiện những cơn bão sét rất lớn có thể kéo dài tới 10 tiếng. 260 ngày một năm, tổng cộng là hơn 1 triệu tia sét đánh trên hồ mỗi năm. Các nhà khoa học không biết chính xác nguyên nhân gây ra các bữa tiệc sét xảy ra mỗi ngày đó. Một số người cho rằng đó là do khí metan bốc ra từ lòng đất. Các nhà khoa học khác đổ lỗi cho uranium lắng trong đất.
Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các nhà nghiên cứu đều chắc chắn rằng xét đó là do thời tiết gây ra. Không khí lạnh lẽo trên núi va vào không khí biển ấm áp. Kết quả là gì? Nhiều ma sát và độ ẩm. Một sự kết hợp hoàn hảo cho màn pháo hoa tự nhiên xảy ra vào mỗi đêm. Sẽ rất ồn và hơi khó chịu nếu bạn sống ở gần đó. Nhưng khu vực này rất quan trọng đối với hành tinh của chúng ta vì nó giúp tái tạo ozone trong bầu khí quyển. Và nơi khởi nguồn trong mọi chuyện, tam giác Bermuda. Máy bay, tàu thủy đều biến mất không dấu vết. Các giả thuyết là vô tận. Các nhà khoa học thậm chí còn cho rằng dưới đáy biển có thể có một thiên thạch khổng lồ tự phát ra năng lượng từ trường và có thể gây nhiễu cho thiết bị định vị trên tất cả các phương tiện không may mắn đó. Và việc này đã diễn ra trong một khoảng thời gian. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng nó thậm chí đã gây ra rắc rối từ thời của Columbus. Theo như quan điểm của Alaska, các dị thường từ tính là rất bình thường. Xung quanh đó là bản của bạn có thể lệch 5, 30 hoặc thậm chí đến 60 độ. Nhưng sự cố thiết bị không thật sự đủ để giải thích sự biến mất của rất nhiều máy bay và cả con người trong tiểu bang rộng lớn này. Alaska rất hoang vu. Núi cao, rừng sâu, tuyết rơi vào mùa đông và nắng cực nóng vào mùa hè. Có 3 triệu hồ nước, 12.000 con sông và khoảng 100.000 sông băng. Chỉ có một người sống trên 2 km vuông mà thôi. Con số đó so với California là hơn 250 người. Bạn có thể đi bộ hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng ở Alaska mà không gặp ai, ngoại trừ 1-2 con gấu. Ngày và đêm thực sự khó hiểu ở miền Bắc xa xôi này. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mơ ước được đến Alaska để xem trước đây hành tinh như thế nào. Không có rừng bê tông, những con đường vô tận, nhà kho hay cánh đồng ngô. Đây là một nơi đẹp đẽ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạn có thể bị lạc trong rừng, hết thức ăn, bị ướt sũng, mất la bàn hoặc GPS. Trong điều kiện khắc nghiệt của Alaska, nguy hiểm luôn cận kề. Hầu hết những người đi nghỉ không chuẩn bị cho việc đó. 80% cộng đồng trong tiểu bang không được kết nối với hệ thống đường bộ. Trở lại miền Tây hoang dã, ngựa chở người, sản phẩm và đưa thông tin. Ở Alaska chỉ có máy bay thôi. Alaska có 9.000 máy bay, 8.000 phi công và vẫn đang tiếp tục tăng. Cứ 100 người dân thì có hơn một phi công đấy. Thay đổi thời tiết đột ngột, mưa thường xuyên và dữ dội, bão tuyết và sương mù không phải là sự kết hợp tuyệt vời cho một chuyến bay suôn sẻ. Cánh của máy bay ở Alaska có thể bị băng bao phủ, sương mù có thể che khuất các đỉnh núi tuyết và gió giật mạnh có thể làm chệch hướng một chiếc máy bay nhỏ. Đó là điều những phi công phải đối phó mỗi khi cất cánh. Vậy thì chiếc máy bay đó đã biến mất ư? Các nhân viên điều tra tin rằng Douglas C-54 Skymaster biến mất do thời tiết xấu và tất cả các mảnh vỡ đều bị tuyết bao phủ hoặc rơi xuống hồ. 5% diện tích của Alaska được bao phủ bởi các sông băng và có vô số vết nứt trên đó. Một số vết nứt đủ lớn cho cả một người, vài người hoặc thậm chí cả một chiếc máy bay. Nếu bạn vẽ bản đồ và vạch một đường thẳng nối đảo Bermuda, Puerto Rico, Miami và quay lại Bermuda, bạn sẽ có gì? Tam giác khét tiếng, được biết đến với việc nuốt chửng hàng ngàn tàu thuyền và máy bay trong nhiều thế kỷ. Những địa điểm vốn đã khó hiểu này có thêm một bí ẩn mới. Có thứ gì đó ẩn sâu ở vùng biển bên dưới và nó đang để lại những manh mối kỳ lạ về sự tồn tại của mình. Nước bắn tứ tung, tàu ngầm của bạn đã xuống biển, bắn lặn xuống 30, 300, 600, 900 mét. Xung quanh đang tối dần, thành tàu kêu lục cục khi áp lực tăng lên. Hơn 10.000 kilopascal, giống như trọng lượng của một cây đàn piano lớn đè lên từng cm vuông trên người bạn từ mọi phía vậy. Bạn đã đến đích. Việc còn lại cần làm là tìm kiếm con quái vật. Vừa kịp lúc, giữa khoảng không đen kịt, bạn nhìn thấy một tia sáng màu xanh lá cây nhạt ở phía xa. Nó đang đến gần hơn. Khi càng tiến lại gần, nó càng lớn. Đây rồi, sinh vật đã để lại những dấu tròn kỳ lạ trên cơ thể của cá, cá heo, cá voi và thậm chí cả những con cá mập khác. Nhìn cá mập cắt bánh quy kìa. Đừng để kích thước của chúng đánh lừa. Chúng có thể không dài hơn một trái kỳ bowling, nhưng là loài ký sinh. Chúng bám vào các động vật biển khác bằng hàm răng dạng răng cưa được sắp xếp gọn gàng. Chỉ cần một lần cắn, chúng sẽ đầy bụng, sau đó rời ra và tiếp tục cuộc sống của mình. Món ăn vặt di động của chúng cũng bơi đi và tiếp tục sống. Bằng chứng duy nhất của cuộc gặp gỡ này là một dấu vết hình bánh quy trên cơ thể con mồi. Đừng nghĩ bạn sẽ an toàn trong tàu ngầm nhé. Loài cá nhỏ bé dạn dĩ này cũng được biết đến là sẽ đuổi theo tàu ngầm đấy.
bạn quyết định không mạo hiểm để con cá mập đục một lỗ trên thứ duy nhất giúp bạn không bị nước xung quanh nghiền thành bột. Bạn tiếp tục hành trình để gặp những sinh vật kỳ lạ khác ẩn nấp ở tam giác quỷ Bermuda. Ở độ sâu gấp đôi, bạn sẽ tìm thấy cá rồng. Không giống như những cư dân vùng biển sâu khác, loài này phát ra ánh sáng trong phạm vi hồng ngoại. Các loài cá khác nhìn thấy màu xanh lam và xanh lá. Điều này mang lại cho cá rồng một lợi thế to lớn. Chúng tự phát ra ánh sáng mà những cư dân biển khác không nhìn thấy. Những loài muốn ăn cá rồng không thể phát hiện ra chúng, cũng như những sinh vật mà chúng đang ăn. Một sinh vật rất độc đáo sống dưới đáy biển sâu là mực macaron. Không phải macaron hay mực hoặc bạch tuộc đâu. Loài này là độc nhất. Trong số tất cả các loài động vật trên khắp hành tinh, loài này có đôi mắt lớn nhất so với kích thước cơ thể. Khi mực macaron cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ cuộn tròn cánh tay và ôm lấy cơ thể. Về cơ bản, chúng tự lộn từ trong ra ngoài. Một loài động vật khác cần tránh ở đây là sâu bobbit đáng sợ. Chúng tự chôn mình dưới đáy biển, chừa lại một phần nhỏ cơ thể ở ngoài. Chúng chờ đến bữa tối với cái miệng giống như gọng kìm mở. Có gì trong thực đơn của loài này? Là những con giun và cá với kích cỡ có thể lớn gấp 7 lần bobbit. Loài sâu này sử dụng 7 chiếc râu để cảm nhận khi nào bữa trưa đến đủ gần để chộp lấy. Ngay lập tức, chúng phóng về phía trước và tóm con mồi bằng miệng, nhưng vẫn chưa xong. Khi sâu bobbit khóa chặt hàm vào bữa trưa, chúng sẽ tiêm nọc độc và kéo nó xuống hang để ăn. Một trong những rãnh sâu nhất ở tam giác quỷ Bermuda là lưỡi của đại dương. Đây cũng là nơi sinh sản bí mật của cá mập hổ. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra chúng nhờ các sọc màu xám đậm hơn sọc da hổ ở hai bên. Đây là loài cá mập săn mồi lớn thứ hai sau cá mập trắng lớn, và kích thước lớn sẽ đi kèm khẩu phần ăn lớn hơn. Các loài động vật biển có vú, cá mập nhỏ hơn, cá đuối gai độc và rùa xanh đều có trong thực đơn của loài này. Nếu bạn đối mặt với cá mập hổ, hy vọng là không. Hãy nhớ, bạn có thể biết tuổi của loài này bằng cách nhìn vào sọc của chúng. Sọc mờ dần theo thời gian, vì vậy nếu cá mập hổ càng trẻ thì sọc của chúng càng rõ nét. Có rất nhiều động vật phù du trong tam giác quỷ Bermuda. Chúng là những sinh vật nhỏ cần thiết cho chuỗi thức ăn của đại dương. Nhưng hãy nhớ, nếu không có gì ăn động vật phù du và chúng phát triển ngoài tầm kiểm soát, động vật phù du sẽ bao phủ toàn bộ thế giới theo từng lớp chỉ trong 4 tháng. Ồ, và loài động vật phù du lớn nhất là sứa. Sứa đã tồn tại trước khủng long từ rất lâu. Có thể bạn đã biết cơ thể bạn có 60% là nước, còn sứa là 95%. Vì thế, nếu chúng bị giạt vào bờ, sau vài giờ, phần lớn cơ thể của chúng sẽ bốc hơi vào không khí. Cũng có một loài sứa sống mãi. Sứa bất tử có thể tự quay lại giai đoạn polyp, rồi sau đó phát triển một lần nữa. Nghe giống như thứ gì đó đến từ hành tinh khác nhé. Nhưng không phải là sứa không gian đâu. Nhân tiện, chúng có tồn tại đấy. Quay trở lại thập niên 90, NASA đã nuôi sứa trong không gian để xem không trọng lực tác động thế nào đến chúng. Chúng rất ổn khi sống ở đó. Tuy nhiên khi quay về trái đất, chúng đã gặp khó khăn trong việc thích nghi. Lươn châu Âu chưa từng lên vũ trụ, nhưng là loài đi vòng quanh thế giới. Chúng di chuyển từ châu Âu đến biển Sargasso, nơi có tam giác quỷ Bermuda. Trong giai đoạn ấu trùng, đôi khi chúng chỉ bơi quanh đại dương trong khoảng 3 năm. Lươn châu Âu cũng là tắc kè hoa của biển. Qua nhiều năm, chúng thay đổi màu sắc, từ trong mờ đến màu vàng, rồi sang màu bạc kim loại. Chúng sống về đêm và khá bí ẩn. Khá giống người đồng hành lý tưởng nếu bạn muốn đột kích tủ lạnh vào lúc nửa đêm nhỉ. Một con mực khổng lồ có chiều dài hơn nửa sân bóng đá từng giạt vào một bãi biển ở Florida. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ con vật to lớn này đến từ Đại Tây Dương, gần tam giác quỷ Bermuda. Mực khổng lồ là động vật không xương sống dài nhất. Chúng cũng có đôi mắt lớn nhất trái đất từ trước tới nay, lớn bằng một quả bóng đá. Một sinh vật khác được tìm thấy gần tam giác quỷ Bermuda là Tom Hangsteria. Sinh vật này giỏi ẩn mình đến nỗi không ai biết chúng có tồn tại cho đến năm 2011. Một số con tôm cái mang theo số lượng trứng ấn tượng bên mình. Các nhà khoa học phát hiện ra một con có khoảng 2.000 quả trứng bám trên cơ thể. Hải Âu Bermuda là quốc điều của... Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Bermuda. Đây là loài chim biển hiếm thứ hai trên hành tinh. Trên thực tế, mọi người nghĩ rằng chúng đã tuyệt chủng cho đến năm 1951 khi họ phát hiện ra vài con trên đảo.
Loài này có tiếng kêu kỳ quái sẽ khiến bạn rùng mình. Cá muống Naso chỉ có thể thấy trên các bờ biển ở Nam Florida. Loài cá này nằm chờ đợi và phục kích bữa trưa là các loài cá khác, cua và tôm hùm. Chúng giống như một chiếc máy hút bụi vì hút thức ăn qua cái miệng khổng lồ. Cá muống Naso cũng có khả năng tự vệ rất giỏi. Giống như tắc kè hoa, chúng thay đổi màu sắc khi cảm thấy nguy hiểm. Đôi khi chúng có sắc thái nhạt hoặc đậm hơn màu gốc để lẫn vào môi trường. Vì vậy, bạn có thể phát hiện ra cá muống Naso hoặc không. Nếu tình cờ đến tam giác quỷ Bermuda, bạn có thể sẽ nhìn thấy cá mập đầu búa. Chúng sử dụng cái đầu hình cây búa mang tính biểu tượng đó để ghim bữa trưa là cá đuối gai độc xuống dưới đáy đại dương. Hình dạng đầu đó cũng giúp chúng có tầm nhìn tốt hơn. Chúng gần như có thể nhìn được 360 độ xung quanh, trên và dưới. Chà, ngoại trừ một điểm mù ngay trước mũi chúng. Rùa biển Hawksbills có thể trông không đáng sợ, nhưng sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể lấy được nhờ chiếc mỏ giống chim của mình. Bọt biển, tảo và thậm chí cả sữa độc. Thực đơn của rùa biển Hawksbill có rất nhiều thứ mà hầu hết các loài khác không ăn được, nhưng chất béo trong cơ thể chúng có thể hấp thụ chất độc để chúng được an toàn. Tam giác Bermuda cũng là nơi sinh sống của giun phát sáng. Chúng không thực sự là giun mà là ấu trùng. Chúng phát ra ánh sáng rực rỡ từ một cơ quan gần đuôi. Ánh sáng này khiến các sinh vật nhỏ hơn tiến về phía chúng, giúp chúng dễ dàng có được bữa trưa cho mình. Giun phát sáng gần như trông khá bình thường, nhưng có một lịch trình cố định lạ kỳ. Trong mùa hè, cứ đến đêm thứ ba sau khi trăng tròn, vào một thời điểm chính xác, chúng sẽ sáng lên. Nhưng hãy quay lại với những sinh vật gây ác mộng hơn ở tam giác quỷ Bermuda nhé. Đây là cá mập yêu tinh, được gọi là hóa thạch sống vì đây là loài duy nhất còn sót lại trong họ động vật của chúng. Loài này chỉ dài bằng cẳng tay và có vẻ như không có gì đặc biệt. Nhưng hãy nhìn kỹ khi bữa trưa của chúng đến quá gần. Hàm cá mập yêu tinh phóng ra khỏi miệng và ngoạm lấy con mồi không may mắn. Sau khi răng đã khóa chặt, hàm sẽ thu lại ngay vào miệng cá mập. Vâng, bạn sống chung hành tinh với một loài như thế đấy. Hơn 50 tàu thuyền và 20 máy bay đã biến mất ở tam giác quỷ Bermuda kể từ giữa thế kỷ 19. Khu vực này không có trên bất kỳ bản đồ giấy nào và không phải là khu vực chính thức của Đại Tây Dương. Vùng nước khổng lồ này nằm không xa bờ biển đông nam nước Mỹ và vẫn khiến nhiều thủy thủ khiếp sợ. Nhưng bạn không sợ và muốn chứng minh rằng ở đó không có gì đặc biệt. Bạn ra khơi đến giữa tam giác quỷ Bermuda trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Bạn tắt động cơ và chờ đợi. Vài tiếng trôi qua, mặt trời lặn dưới đường chân trời và màn đêm buông xuống. Bạn chuẩn bị quay trở lại bờ thì đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh hơn bình thường. Sau đó, bạn nghe thấy tiếng nước bắn lên. Bạn nhìn bao quát và thấy hàng trăm con cá bơi lên mặt nước. Có thứ gì đó to lớn khiến chúng sợ hãi. Một thứ trồi lên từ dưới sâu dưới biển. Giây tiếp theo, bạn thấy đôi mắt to lấp lánh và những chiếc xúc tu dài vươn tới chiếc thuyền. Có vẻ như một trong những lời đồn khủng khiếp nhất về tam giác quỷ Bermuda hóa ra lại là sự thật. Một con mực khổng lồ kéo tàu thuyền xuống đáy. Những câu chuyện về loài mực này đã xuất hiện từ rất lâu trước khi có những lời đồn về tam giác quỷ Bermuda. Trong nhiều thế kỷ, các thủy thủ ở Na Uy và Greenland đã kể những câu chuyện về một loài thủy quái đáng sợ là Kraken. Trong những câu chuyện đó, Kraken đã phá vỡ boong tàu bằng những xúc tu khổng lồ và kéo tàu thuyền xuống đáy. Không thể nhìn thấy sinh vật này tiếp cận vì nó đến chỗ bạn không phải từ hai bên mà là từ bên dưới. Nhưng tất cả chỉ là những câu chuyện. Chỉ đến thế kỷ thứ 19 mới có bằng chứng khoa học về sự tồn tại của loài quái vật này. Mỏ của một con mực vô danh đã được tìm thấy ở bờ biển Đan Mạch. Nó có đường kính khoảng 7,5 cm, tương đương kích thước của lòng bàn tay người. Từ đó, việc Kraken có thật trở nên thật rõ ràng. Và nó chỉ là một loài mực khổng lồ. Kể từ đó, hơn 21 loài mực khổng lồ đã được mô tả. Nhưng đoạn video đầu tiên có con quái vật này được ghi lại vào năm 2004 tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương, không xa tam giác quỷ Bermuda. Các nhà sinh vật biển đã sử dụng một mồi nhử để lôi con mực lên từ dưới sâu. Con quái vật khổng lồ này dài khoảng 9,1 mét, tương đương nửa toa tàu điện ngầm. Nó bất ngờ xuất hiện từ bóng tối của đại dương và nhanh chóng tấn công và dùng xúc tu siết chặt con mồi. Sau đó, nhiều hình ảnh và video về loài mực này đã được ghi lại. Những con mực khổng lồ dạt vào bờ, bơi qua tàu thuyền.
Theo một số ghi chép, con quái vật lớn nhất từng được tìm thấy dài 18 mét và nặng gần 1 tấn. Đây là kích thước của một chiếc xe buýt lớn. Một số nhà khoa học tin rằng những con mực khổng lồ có thể dài tới 45,5 mét, gần gấp đôi một sân bóng rổ. Nhưng kích thước lớn không đủ để đánh chìm một con tàu. Điều đầu tiên giúp mực làm được điều đó chính là yếu tố bất ngờ. Mực đến từ dưới sâu đồng nghĩa là không thể nhìn thấy chúng từ trên boong. Nhưng con quái vật có thể nhìn thấy tàu thuyền từ xa. Nó có đôi mắt lớn nhất thế giới. Mỗi mắt có kích thước bằng quả bóng rổ. Thị lực của mực khổng lồ cho phép chúng nhìn thấy con mồi ở những khu vực tối tăm sâu dưới biển và từ khoảng cách xa. Hầu hết các loài sinh vật trên hành tinh không thể nhìn được trong điều kiện như vậy. Con mực thấy chiếc thuyền của bạn và quyết định đó sẽ là thức ăn của nó. Nó nhanh chóng bơi đến thuyền và tấn công bằng các xúc tu. Con mực có 8 cánh tay và 2 xúc tu dài hơn mà nó sử dụng để đưa thức ăn vào cái miệng dạng mỏ. Những tua còn lại được bao phủ bởi hàng chục núm hút với đầy những chiếc răng sắc nhọn. Không thứ gì có thể thoát ra khi bị con mực chộp lấy. Con quái vật cuốn các xúc tu quanh chiếc thuyền của bạn. Với hàm răng trên mỗi chi, nó cắn boong thuyền. Hai xúc tu dài có thể tóm lấy bạn khi bạn đang hoảng sợ chạy khắp nơi. Con mực có thể lắc con thuyền từ bên này sang bên kia cho đến khi một phần của nó chìm xuống nước. Bạn chống lại hai xúc tu dài và té ngã. 8 cánh tay của con mực đang siết mạnh hơn. Bạn có thể nghe thấy tiếng con thuyền đang vỡ ra. Con mực lớn nhưng vẫn không thể nhấn chìm một vật kim loại lớn. Có lẽ nó không thể đánh chìm những con tàu khổng lồ đã biến mất ở tam giác quỷ Bermuda. Bạn xem cách con mực bơi sâu xuống biển. Lần này bạn may mắn, nhưng chắc chắn bạn sẽ không đối phó được hai con quái vật như vậy. Sự tồn tại của mực khổng lồ đã được chứng minh cách đây hơn 150 năm, nhưng mọi người vẫn chưa biết gì về chúng. Thực tế chúng là một trong những sinh vật khó nắm bắt nhất thế giới. Chúng bơi nhanh, dành phần lớn thời gian ở độ sâu 396 đến 914 mét. Để xuống đó, chúng ta cần những tàu ngầm chắc chắn và những thiết bị cồng kềnh tạo ra nhiều tiếng ồn. Con mực sẽ nhận ra điều đó sớm hơn nhiều và bơi đi. Các nhà khoa học không biết bất kỳ điều liên quan đến hành vi, đời sống xã hội, thói quen của mực hoặc khoảng cách chúng bơi trong ngày. Và quan trọng nhất là chúng ta không biết có bao nhiêu con đang nấp dưới biển vì chỉ mới khám phá được 5% đại dương. Có thể có hàng triệu con mực khổng lồ bơi sâu dưới biển. Hãy tưởng tượng hàng trăm xúc tu khổng lồ vươn tới một đoàn tàu đi qua tam giác quỷ Bermuda xem. Trong những thế kỷ trước, chúng có thể dễ dàng đánh chìm cả một hạm đội vì những con tàu đó được làm bằng gỗ và nhẹ hơn. Mực quấn quanh boong bằng các xúc tu mạnh mẽ, đục lỗ trên thân tàu bằng cái mỏ sắc nhọn. Các núm hút đầy răng có thể làm gãy các cột buồm và rách cánh buồm. Nước ngập các khoang và từ từ dâng lên boong. Các con tàu chìm chỉ trong vài phút. Những người sống sót vào được bờ và kể cho mọi người nghe về những con quái vật khổng lồ đó. Đây là cách những truyền thuyết về Kraken xuất hiện. May mắn thay, bây giờ con người đã có thiết bị định vị dưới nước và thiết bị giám sát không gian biển. Bạn nổ máy để bơi vào bờ và nhìn thấy có khoảng 30 chiếc xúc tu đang vươn tới bạn từ dưới mặt nước. Ba con mực khổng lồ ép con thuyền từ mọi hướng và kéo nó xuống. Có vẻ như không có lối thoát. Bạn nhìn bao quát và thấy đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào bạn. Lúc đó, bạn nghĩ ra một giải pháp. Mực dành cả đời sống trong bóng tối nên sợ ánh sáng. May mắn thay, bạn có một tên lửa tín hiệu. Bạn sử dụng nó để xua đuổi lũ quái vật. Mực quay trở xuống biển, nhưng dường như không lâu. Bạn phóng thêm vài tên lửa xuống đại dương và bạn nhìn thấy hàng trăm xúc tu đang di chuyển. Chúng nhanh chóng bơi xa khỏi đám lửa đến chỗ an toàn. Với tốc độ tối đa, bạn treo thuyền vào bờ và phóng tất cả các pháo sáng tín hiệu xuống nước. Bạn không cho mực có cơ hội đến gần bạn. Cuối cùng, bạn vào đến đất liền, tự nhủ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa. Tin xấu là loài sinh vật này không chỉ bơi ở tam giác Bermuda. Người ta nhìn thấy mực khổng lồ ở các đại dương trên khắp thế giới. Vâng, có thể mực khổng lồ là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của tàu thuyền, nhưng điều này không khiến tam giác quỷ trở thành nơi độc nhất vô nhị. Tàu thuyền và tàu chở hàng biến mất trên khắp Đại Tây Dương. Tam giác Bermuda thậm chí còn không nằm trong top 10. Ngoài ra, khu vực này là một trong những tuyến vận chuyển phổ biến nhất ở Đại Tây Dương. Và càng có nhiều tàu đi lại ở một nơi thì càng có nhiều tàu mất tích. Nhiều nhà khoa học cho rằng nguyên nhân dẫn đến những vụ mất tích đó là bão và cuồng phong lớn. Bermuda nằm trong vùng có áp suất cao và chuyển hướng dông bão về phía vùng tam giác. Ở đây, những con sóng đạt đến kích thước như vậy có thể làm lật tàu. Sấm sét và chớp thường xuyên vô hiệu hóa máy bay. Từ trường của trái đất bị suy yếu tại vùng tam giác.
Từ trường này hoạt động như một lá chắn, có tác dụng đẩy lùi các hạt mặt trời. Tại đây, bức xạ mặt trời đi qua các tầng thượng quyền và có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các thiết bị điện tử. Ngoài ra, có giả thuyết cho rằng tam giác Bermuda là trung tâm của hiện tượng từ tính bất thường. Nhưng các nhà khoa học đã kiểm tra nhiều bản đồ từ tính của khu vực này mà không tìm thấy bất kỳ điều kỳ lạ nào. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, bạn đang ở trên bờ biển Đại Tây Dương, trong một thành phố cảng nhỏ. Hàng trăm người, trong đó có bạn, sắp sửa lên con tàu khổng lồ tuyệt đẹp, dài gấp 3 lần chiều cao của tượng nữ thần tự do. Đây được xem là con tàu không thể chìm và tiên tiến nhất vào thời đại của nó. Bạn có thể nhìn thấy hàng trăm cửa sổ cabin sang trọng trên boom và dòng chữ Titanic viết trên thân tàu bằng sắt tráng lệ. Hôm nay, con tàu nổi tiếng này bắt đầu chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng từ Southampton đến New York. Nhưng giờ, bạn sẽ nghe một câu chuyện khác. Bạn nghe thấy một thành viên thủy thủ đoàn thông báo tàu Titanic bắt đầu khởi hành. Con tàu đi từ châu Phi đến Bermuda và nguyên nhân của thảm họa sẽ không phải là một tảng băng trôi nữa. Trong 4 ngày, Titanic đi qua vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Mặt trời khiến con tàu nóng đến nỗi vào ban ngày tất cả các hành khách đều ở bên trong tàu. Và buổi tối khi những làn gió mát tràn xuống đại dương, tất cả mọi người đều lên boom tàu để ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp. Nửa đêm, ngày 15 tháng 4, bạn đang ngồi đọc sách trong cabin. Thường thì vào giờ này bạn sẽ đi ngủ, nhưng lúc này đây, bạn chỉ đang lật hết trang này sang trang khác. Bạn gấp sách lại và nhìn quanh cabin. Bạn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Bạn đứng dậy và toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác lo lắng không thể giải thích được đang xâm chiếm lấy bạn và khiến bạn nổi da gà. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ cabin, nơi mà những tia nước biển đang bắn vào kính. Nhưng bạn không nhìn thấy gì cả, bên ngoài là một màn sương mù dày đặc. Bạn rời khỏi cabin, bên cạnh bạn cũng có một vài hành khách khác ra khỏi giường vì có cảm giác về một mối nguy hiểm cao độ nào đó. Họ chào bạn và hỏi có chuyện gì xảy ra không, nhưng không ai biết gì cả. Bạn đến cầu thang để đi ra boom tàu xem tình hình. Vào lúc này, sàn tàu nhô lên ngay dưới chân bạn. Một cú đâm mạnh khiến bạn té ngã. Tiếng âm âm vang vọng khắp con tàu Titanic. Bạn đứng dậy và thấy càng lúc càng có nhiều người ra khỏi cabin của họ. Bạn chạy lên cầu thang và gặp một thành viên thủy thủ đoàn. Anh ấy không nói gì với bạn cả, nhưng đôi mắt anh ấy mở to vì sợ hãi. Bạn đi lên boom và hầu như không thể nhìn thấy gì. Một màn sương mù dày và ẩm ướt bao phủ quanh con tàu. Một vài hành khách đang ôm đầu như thể bị đau đầu vậy. Bạn gặp thuyền trưởng và hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra. Thuyền trưởng thừa nhận rằng ông không biết họ đang ở đâu. Bạn thấy ông ấy đang cầm một chiếc la bàn. Mũi tên của nó quay theo các hướng khác nhau. Hiện không thể xác định chính xác vị trí con tàu. Điều thú vị là trước năm 1964, không có nơi nào được gọi là tam giác quỷ Bermuda. Nhưng các báo cáo đầu tiên về những con tàu mất tích ở khu vực này có từ giữa thế kỷ 19. Một cú hút nữa, lần này bạn đã cố gắng đứng vững. Có cảm giác như một thứ gì đó rất lớn đã đâm vào con tàu. Bạn chạy đến lan can ở mép boom và nhìn xuống biển. Qua làn sương trắng, bạn nhìn thấy một chiếc vây cá mập khổng lồ. Bạn chưa thấy toàn bộ con cá mập, nhưng những gì bạn thấy được, nó hẳn phải dài bằng một toa tàu lửa. Con cá mập bơi đi, nhưng sau vài giây, bạn lại nhìn thấy vây của nó. Nó nhanh chóng tiếp cận con tàu và ngoạm lấy phần thân sắt bằng bộ hàm khổng lồ. Boom tàu rung chuyển, bạn nghe thấy tiếng kim loại bị nghiêng. Có vẻ như kẻ săn mồi khổng lồ này vừa đục một lỗ trên thân tàu. Trên hành tinh này chỉ có một sinh vật làm được việc này, đó là Megalodon. Đây là loài động vật biển ăn thịt thời cổ đại có chiều dài gần 20 mét. Megalodon không có đối thủ dưới đại dương. Chúng đứng đầu chuỗi thức ăn. Người ta tin rằng loài này đã biến mất hàng triệu năm trước, nhưng chúng ta mới chỉ khám phá được 5% đại dương. Ở đây, chúng còn sống và đang bơi trong vùng biển bí ẩn thuộc tam giác quỷ Bermuda. Mọi người trên tàu đang hoảng loạn. Những người ở boom dưới đang chạy lên boom trên. Tàu Titanic từ từ chìm xuống và nghiêng sang một bên. Mọi người ra chỗ thuyền cứu sinh, nhưng không ai dám lên thuyền vì con quái vật khổng lồ thời cổ đại vẫn đang ở gần đó. Mũi tàu chìm xuống trước,
Bạn đứng ở bên trái của bom tàu và thấy McClellan đang cắn ra từng miếng thân tàu bằng sắt. Bạn hét lên với những người ở đuôi tàu rằng McClellan đang không chú ý và họ có thời gian để sơ tán. Những chiếc thuyền cứu sinh đầu tiên có người đã được hạ thủy. Một số hành khách cứ thế nhảy luôn xuống biển. May mắn thay, nước biển ở đây ấm hơn nhiều so với nơi mà con tàu Titanic thật sự bị chìm. Bạn mặc áo phao vào và cũng nhảy xuống biển. McClellan tấn công con tàu và kéo nó xuống sâu hơn. Mùi hương từ nhà bếp của tàu Titanic hẳn đã thu hút nó. Bạn đang ở giữa thuyền cứu sinh và đống hàng hóa nổi lên bệnh của con tàu. Cuối cùng, sương mù cũng tan, bầu trời đầy sao và ánh trăng soi sáng mặt biển. Mọi người giúp bạn leo lên thuyền cứu sinh và ai cũng đều cố gắng đi càng xa con tàu đang chìm càng tốt. Bạn nhìn thấy con cá mập khổng lồ bơi xung quanh tàu Titanic. Lúc này, có thứ gì đó khiến nó mất tập trung và kẻ săn mồi đã bỏ đi. Hơn một nửa con tàu đã chìm dưới nước. Nửa còn lại trông giống như một ngọn nến nhô lên khỏi mặt biển. Biển lặng, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, không một cơn gió. Từ bên cạnh, bạn nhìn thấy một con sóng khổng lồ đang lớn dần phía sau con tàu Titanic. Nó cao khoảng 15 mét, tương đương một tòa nhà 5 tầng. Sóng nhấn chìm con tàu, dễ dàng như thể nó được làm bằng giấy. Cơn sóng quái vật tan biến trong nước nhanh chóng và bất ngờ như khi nó xuất hiện. Bạn vừa chứng kiến một cơn sóng độc. Hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Những con sóng khổng lồ bất ngờ xuất hiện, nhấn chìm các con tàu và biến mất không một dấu vết. Các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác nguồn gốc của chúng. Nhưng theo giả thuyết phổ biến nhất, những con sóng này được hình thành bởi hiện tượng hấp thụ động lực. Trong những điều kiện tự nhiên nhất định, sóng hình thành và trao đổi động năng. Trong số các con sóng ngoài kia, có một con sóng hấp thụ năng lượng của tất cả các con sóng khác. Khi nhiều năng lượng được tích tụ, một làn sóng lớn hình thành và dâng lên. Một số người tin rằng sự biến mất thường xuyên của các con tàu ở tam giác quỹ Bermuda là do sóng độc. Những người trên thuyền bình tĩnh trở lại, có ai đó bắn pháo sáng lên trời. Bạn nhìn ra biển và trông thấy chiếc vây hình tam giác của McClellan trồi lên khỏi mặt nước. Nó lớn bằng một chiếc thuyền buồm và đang tiến đến chỗ bạn. Bạn che thuyền nhanh nhất có thể, mọi người đang la hét và kêu cứu, không có cơ hội để thoát. Con quái vật huyền thoại càng lúc càng tiến đến gần, đầu nó nhô lên khỏi mặt nước. Nó mở bộ hàm khổng lồ với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn ra, mỗi chiếc lớn bằng lòng bàn tay bạn. Con thuyền này rõ ràng là có thể nằm gọn trong miệng con cá mập. Nó có thể nuốt chửng luôn cả bạn. Con cá mập dừng lại và ngậm miệng khi chỉ cách con thuyền một sải tay. Bạn có thể thấy nước sủi bọt xung quanh mình. Từ sâu dưới đại dương, một vài xúc tu khổng lồ trồi lên và quấn lấy McClellan. Chúng kéo con cá mập xuống. Bạn nhìn sang một bên và thấy một vệt sáng màu tím với một vòng tròn màu đen ở giữa. Ai đó trên thuyền cũng nhìn thấy nó. Mọi người bắt đầu la hét, nó đang nhìn chúng ta. Một người phụ nữ gào lên. Sau một giây, bạn nổi da gà và cảm giác rùng mình lan khắp cơ thể. Ánh sáng màu tím này là mắt của một loài sinh vật nào đó và vòng tròn màu đen là con ngươi. Sinh vật đang nhìn bạn lúc này lớn đến mức so với nó, con thuyền chỉ như một hạt gạo. Nó là Kraken. Mực khổng lồ, loài quái vật cổ đại đã đánh chìm hàng trăm tàu thuyền, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn chưa được ai chứng minh. May mắn thay, chiếc thuyền bạn đang ngồi quá nhỏ nên không khiến Kraken quan tâm. Bạn có thể thấy mắt nó đang lặn xuống sâu hơn. Những chiếc xúc tu khổng lồ kéo McClellan đang vùng vẫy xuống biển. Một tiếng trôi qua và một con tàu siêu tốc lớn đã đến nơi có xác của tàu Titanic. Tất cả các hành khách đều được cứu. Bạn nhìn lại vùng biển êm đềm nơi con tàu Titanic vừa ra khơi. Bạn leo lên thuyền cứu sinh và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đi du ngoạn trên biển nữa. Một số người vẫn sợ đi qua khu vực này vì hơn 50 tàu và 20 máy bay đã mất tích ở đây kể từ giữa thế kỷ 19. Bạn sẽ không tìm thấy địa điểm này trên bản đồ giấy thông thường vì nó không phải là một khu vực chính thức của Đại Tây Dương. Nó chỉ là một vùng nước trong tưởng tượng có hình tam giác ở gần bờ biển Đông Nam nước Mỹ thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến đó để lật tẩy toàn bộ những quan niệm sai và những câu chuyện cổ tích về nơi này nhé. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng thành phố cổ đại Atlantis từng nằm ở tam giác quỷ Bermuda ngày nay. Đây là nơi sinh sống của một nền văn minh tiên tiến hơn loài người trên trái đất. Trong khu vực này,
một số tinh thể bí ẩn được sắp đặt để tạo ra năng lượng vô hạn và cung cấp cho toàn thành phố. Sau đó, thành phố chìm xuống và tàn tích của nó vẫn nằm dưới đáy Đại Tây Dương. Nhưng trong các tàn tích của nó, tinh thể vẫn hoạt động ở một số nơi. Chúng là nguyên nhân cho hầu hết các vụ mất tích. Tinh thể pha lê ngẫu nhiên tỏa ra các chùm năng lượng về phía mặt nước và vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của máy bay và tàu. Không có dữ kiện nào củng cố cho giả thuyết này. Có người đã từng viết truyền thuyết này trong một cuốn sách về tam giác quỷ Bermuda. Kể từ đó, một số người vẫn ủng hộ nó. Tuy nhiên, có sự kỳ quặc liên quan đến các thiết bị điện tử. Khi hành gia của trạm vũ trụ quốc tế nhận thấy từ trường trái đất bị suy yếu ở khu vực tam giác Bermuda. Từ trường này là một lá chắn bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ mặt trời. Phía trên tam giác, các hạt của tia cực tím di chuyển nhanh hơn so với mọi phần khác của hành tinh. Điều này gây ra hoạt động không ổn định của các thiết bị điện tử trên các vệ tinh bay trong bầu khí quyển của trái đất. Nhưng nó không ảnh hưởng đến tàu và máy bay. Cũng có giả thuyết cho rằng, tam giác Bermuda là trung tâm của một dị thường từ trường gây ra lỗi trong định vị. Nhưng quá trình kiểm tra đều đặn với bản đồ từ trường của khu vực này lại không cho thấy vấn đề nào cả. Bạn đến nơi rồi, mặt nước phẳng lặng và không có cơn bão nào sắp ập đến. Bạn nhìn la bàn và thấy mũi tên di chuyển từ bên này sang bên kia. Ôi không, bắt đầu rồi. Cơn hoảng sợ trào lên trong bạn và bạn nhanh chóng bẻ lái con tàu để rời xa khỏi nơi này. Dừng lại. Từ lâu nay người ta đã có lời giải thích cho hành vi kỳ lạ của la bàn trong khu vực này. Tam giác Bermuda là một trong những nơi hiếm hoi trên hành tinh có chính bắc và cực bắc từ ở cùng một hướng. Chính bắc là cực bắc địa lý của hành tinh chúng ta, còn cực bắc từ thì liên tục đi khắp trái đất. Đôi khi, các cực này trùng với nhau, và đường thẳng nối bắc và nam được gọi là đường không lệch từ. Nếu bạn rơi vào đường thẳng này, la bàn của bạn sẽ hoạt động rất kỳ lạ, và nó sẽ không chỉ chính xác về phía bắc nữa. Hãy tưởng tượng bạn là thuyền trưởng của một con tàu đang đi trong tam giác quỷ Bermuda vào đầu thế kỷ 20. Bạn cần biết hướng bắc ở đâu để vào bờ. Bạn nhìn la bàn và nó chỉ không chính xác. Bạn đang đi chệch khỏi lộ trình ban đầu của mình và đi sai hướng. Gần tam giác có biển Caribe gồm rải rác những hòn đảo nhỏ. Đáy biển ở đây không sâu, con tàu có thể sẽ đi vào vùng nước nông. Và bây giờ tàu bị mắc kẹt trên một bãi cạn, bạn cũng chẳng biết là mình đang ở đâu nữa. Nếu đây là thế kỷ 21, thuyền trưởng của con tàu sẽ có thể vào đến bờ nhờ sử dụng GPS và các thiết bị định vị hiện đại khác. Nhưng điều thú vị nhất là lần này, la bàn hoạt động chính xác vì cực bắc từ đã không trùng với chính bắc trong một thời gian dài ở vùng lãnh thổ của tam giác quỷ Bermuda. Đường không lệch từ đang ở rất xa nơi đây. Bây giờ bạn không gặp vấn đề gì với việc định vị, nhưng vì lý do nào đó, đây là nơi những con tàu hay biến mất. Trên thực tế, không chỉ ở đây đâu. Trên khắp Đại Tây Dương, nhiều con tàu cũng mất tích ở những nơi khác. Tam giác Bermuda thậm chí còn không nằm trong top 10 những nơi như vậy. Một trong những lý do chính khiến nhiều tàu mất tích ở đây là một trong những tuyến đường vận chuyển nổi tiếng nhất ở Đại Tây Dương đi qua tam giác Bermuda. Và càng nhiều tàu ở một nơi thì tàu đắm càng nhiều, xác suất đơn giản thôi mà. Các giả thuyết khác cho rằng có một khe nứt không thời gian trong khu vực này. Tàu và máy bay rơi vào khe nứt này và trở về quá khứ hoặc đến tương lai. Nhưng vì lý do nào đó, chẳng có bằng chứng nào cho quan niệm sai lầm này. Và cũng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng dạng nứt đang ẩn ở đây. Nền móng của một nền văn minh ngoài trái đất nằm ở tam giác Bermuda. Du khách từ các thiên hà khác đã đánh cắp tàu biển cùng thủy thủ đoàn nên người ta không tìm thấy xác tàu. Đây cũng là một quan niệm phổ biến không có cơ sở khoa học gì. Tàu đắm không được tìm thấy ở đây do một trong những rãnh sâu nhất thế giới nữa. Tàu sẽ chìm xuống độ sâu khoảng 5.800m. Áp lực và khoảng cách lớn khiến việc tìm kiếm các con tàu trở nên khó khăn. Ngoài ra, rãnh Puerto Rico cũng ở gần đó. Tại một số điểm, nó sâu tới những 8.000m. Kraken sống ở đâu đó trong vùng tam giác. Đây là một con mực khổng lồ chuyên làm đắm tàu và cũng là một truyền thuyết mà các thủy thủ hay kể cho nhau nghe. Tuy nhiên, mực khổng lồ sống ở đáy sâu của đại dương cơ. Chúng có thể lớn lên tới kích thước của nửa toa tàu. Nhưng người ta chưa ghi nhận trường hợp nào cho thấy chúng đã đắm chìm một con tàu lớn cả. Và trong khu vực tam giác Bermuda, người ta cũng chưa bao giờ thấy chúng. Ngày xưa, con người không biết đến sự tồn tại của những sinh vật này nên lần đầu tiên nhìn thấy chúng, họ đã mô tả chúng là những con quái vật to lớn, khủng khiếp.
Mực khổng lồ là một trong những sinh vật khó tìm nhất trên trái đất và các nhà khoa học đã phải dùng thiết bị sonar để tìm chúng. Chúng không thích ra khỏi đáy sâu tối mà sợ âm thanh của bất kỳ con tàu nào. Một giả thuyết thực tế hơn về bí ẩn tam giác quỷ Bermuda là khí metan. Các khí metan lớn này có thể được tìm thấy dưới đáy biển trong khu vực. Từ đó, khí metan tỏa vào nước. Nó có dạng bong bóng to nhanh chóng nổi lên mặt nước. Sau đó, khi làm cho nước gần như sôi, tạo ra sóng làm đắm tàu. Giả thuyết này khá thực tế, nhưng vô số nghiên cứu vẫn chưa xác nhận là có sự gia tăng nồng độ khí metan trong khu vực. Lần cuối cùng hiện tượng này xảy ra là cách đây những 15.000 năm. Một giả thuyết đáng tin cậy khác ngầm nhắc đến sự xuất hiện của các làn sóng bất hảo. Hãy tưởng tượng một vùng biển trong xanh, phẳng lặng và không có gió. Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng vo ve rất to. Chỉ trong vài giây, một cơn sóng lớn, cao khoảng 30 mét nổi lên từ mặt nước phẳng lặng và ập xuống tàu của bạn. Một số nhà khoa học tin rằng, sóng bất hảo được tạo ra do hải lưu bề mặt va chạm với gió ngược mạnh. Có một phiên bản khẳng định sóng này sinh ra do sự va chạm của các dòng chảy ấm và lạnh. Nhưng giả thuyết thú vị nhất cho rằng sóng được hình thành bởi macaron động lực học. Trong những điều kiện tự nhiên nhất định, sóng có thể trao đổi động năng. Và giữa những con sóng sẽ có một con macaron hút toàn bộ năng lượng của những con còn lại. Khi tích lũy đủ năng lượng, sóng macaron sẽ được sinh ra. Điều này giải thích lực va chạm và sự biến mất đột ngột của nó. Hiện tượng này được quan sát thấy ở mọi vùng nước của đại dương trên thế giới, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy nó hay xảy ra nhất ở tam giác Bermuda. Nếu sóng bất hảo xuất hiện ở đó, thì không phải vào lúc biển lặng đâu. Biển dữ dội là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tàu mất tích ở tam giác Bermuda. Những trận bão lớn và cuồng phong thường xuyên xuất hiện ở đó. Nguyên nhân là quần đảo Bermuda là một khu vực có áp suất cao, làm chuyển hướng dông bão về phía tam giác. Những con sóng lớn đơn giản là làm lật tàu và sấm sét cùng chớp vô hiệu hóa thiết bị điện tử của máy bay. Chẳng có gì bí ẩn trong chuyện này hết. Bão và tàu mất tích xảy ra trên mọi đại dương, nhưng người ta lại đồn đại rất nhiều về mỗi tam giác quỷ Bermuda. Chuyện này bắt đầu vào giữa thế kỷ 20, khi một cuốn sách được xuất bản cho chúng ta biết Atlantis nằm trong vùng nước của tam giác. Dù cuốn sách không đưa ra bằng chứng nào, nhưng mọi người thích giả thuyết bí ẩn này đến nỗi họ bắt đầu đầu tư vào nó. Họ làm phim tài liệu, viết sách mới về nó. Mỗi tài liệu viết về bản chất kỳ diệu của tam giác đều không dựa trên sự thật, mà dựa vào giả thuyết của các cuốn sách đã viết và các phim khác. Và khi một chủ đề trở nên thịnh hành, bạn có thể kiếm tiền từ đó. Người đọc yêu thích nó, và thế là các tác giả kiếm bộn tiền từ nó thôi. Anh lái nhanh hơn được không ạ? Bạn lo lắng yêu cầu người tài xế. Bạn đến sân bay và nhanh chóng lấy hành lý từ cốp xe rồi lao vào bên trong. Mồ hôi vãi ra như tấm. Bạn va phải mọi người trong đám đông, vừa đi vừa liên tục xin lỗi. Và cuối cùng bạn đã lên máy bay. Trong vài giờ, bạn đi thẳng từ sân bay đến chiếc du thuyền đang đợi mình ở cảng. Chỉ khi nhìn thấy bờ biển đang trôi xa dần thì bạn mới bình tĩnh lại. Rốt cuộc thì kỳ nghỉ ở Bahamas của bạn đã bắt đầu. Bạn nằm xuống và nhắm mắt lại trong yên bình. Du thuyền xóc nhẹ làm bạn tỉnh dậy. Chẳng biết chính xác là bạn đã ngủ trong bao lâu, nhưng mặt trời đang từ từ lặn xuống cuối đường chân trời. Bạn chiêm ngưỡng hoàng hôn đỏ rực kỳ vĩ, nhưng sau một phút, bạn chợt nhận ra là mình không thể nhìn thấy bờ. Bạn chạy lên bom tàu, nhìn hết bên này sang bên kia. Xung quanh bạn toàn là nước. Ê! Bạn tự trấn an bản thân là mình có các kỹ năng xác định phương hướng và đi đến cầu tàu. Nhìn xuống la bàn, bạn thấy mũi tên đang xoay như điên loạn. Bahamas, Đại Tây Dương, la bàn. Khoan đã, thôi xong. Bạn đang ở tam giác quỷ Bermuda. Bạn đã nghe rất nhiều những câu chuyện về nơi này. Quái vật biển, căn cứ của người ngoài hành tinh, vòng lặp thời gian và Atlantis. Nhưng tin vào điều gì đấy? Cố đáng xem lý thuyết nào về tam giác quỷ Bermuda mới đúng nhé. Vậy là la bàn, GPS và Internet trên điện thoại của bạn đã trở nên vô dụng. Tất cả đồ điện tử đều không hoạt động. Bạn không thể khởi động du thuyền để ra khỏi nơi này. Chuyện này có xảy ra ở tam giác quỷ Bermuda hay không? Một trong những tuyến đường vận chuyển thông dụng nhất là đi qua tam giác quỷ Bermuda. Hàng năm có rất nhiều tàu đi lại ở đây. Kể từ thế kỷ 19, chỉ có 50 con tàu mất tích. Có những nơi trên trái đất chứng kiến nhiều vụ tàu mất tích hơn. Và nếu có vấn đề gì nghiêm trọng trong việc định vị ở tam giác quỷ
thì các con tàu đã chẳng bao giờ tới đây. Trước đây, lá bàn thường hoạt động không ổn định trong tam giác quỹ Bermuda vì các đường của hai cực trùng nhau tại đây, phương Bắc Thực và phương Bắc Từ. Nếu bạn đi vào đường thẳng này, lá bàn của bạn sẽ hoạt động kỳ lạ. Nhưng phương Bắc Từ liên tục dịch chuyển và bây giờ nó đã ở xa tam giác quỹ. Việc định vị của bạn vẫn ổn, đôi điện tử cũng ổn, nhưng nhiên liệu trên du thuyền đã cạn do bạn quên tắt động cơ. Bạn gọi cho lực lượng cứu hộ và họ hứa sẽ sớm đến vị trí của bạn. Đến lúc này, một âm thanh tần số thấp vang lên từ dưới đáy sâu của đại dương. Trời đang chạng vạng và bạn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ dưới nước. Tiếp theo, cách đó vài bước chân, một chùm ánh sáng cam lớn nổ khỏi mặt nước và lao lên bầu trời. Một chùm ánh sáng khác bắn ra từ phía bên kia của du thuyền. Bầu trời đầy sao mà u ám, dường như có một khẩu súng lớn đang bắn các cột plasma lên bầu trời. Một vòng sáng mới xuất hiện xung quanh du thuyền của bạn. Nó càng lúc càng sáng hơn và năng lượng đó đã phá vỡ con tàu của bạn làm đôi. Mặc áo phao, bạn vừa nhảy xuống nước vừa la hét. Vùng sáng chói lòa hình thành ngay bên dưới bạn và tất nhiên đó chỉ là chuyện cổ tích thôi. Một trong những lý thuyết phổ biến nhất cho rằng vùng tam giác quỹ Bermuda từng là thành phố Atlantis cổ đại. Người dân ở đó đã phát minh ra những công nghệ tuyệt diệu không có đối thủ trong thế giới hiện đại. Và trong số các công nghệ này, tinh thể năng lượng là đỉnh cao nhất. Chúng tỏa ra và cung cấp năng lượng cho toàn bộ Atlantis. Thành phố bị chìm và tinh thể vẫn tiếp tục hoạt động, phát ra các tia năng lượng trực tiếp từ đáy biển. Truyền thuyết này xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ 20. Đó là khởi đầu của toàn bộ những lầm tưởng nổi tiếng khác về tam giác quỹ Bermuda. Bạn ngồi trong khoang và đợi lực lượng cứu hộ. Du thuyền đang rung chuyển, một cơn bão đang đến. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ để xem nó nghiêm trọng đến mức nào, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Một thứ gì đó đen ngòm và nhấp nháp đã tự áp mình vào cửa kính từ bên ngoài. Và nó đang chuyển động, đó là một cái xúc tu lớn. Chúng ở khắp mọi nơi, bám vào mọi bề mặt trên du thuyền. Nghe thấy tiếng ván của tàu nứt toát, bạn chạy ra bon. Cơn giông bão đã ập tới và một con mực khổng lồ xuất hiện trên mặt nước. Con mực quấn các xúc tu quanh du thuyền và kéo nó xuống. Bạn đứng như trời trồng vì sợ hãi. Chuyện này cũng không có thật đâu. Mực khổng lồ đúng là có tồn tại, nhưng chúng bơi trong mọi đại dương và không thể đánh chìm các tàu lớn. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Karen hoặc những quái vật tương tự đang sống ở đáy sâu của tam giác quỹ Bermuda. Ở phía xa, nơi đường chân trời, bạn thấy một con tàu. Đây rồi, đội cứu hộ. Bạn ngồi trên bom, lấy một lon nước ngọt và yên lặng chờ đợi. Kỳ lạ là tàu của họ rất chậm. Sau đó, bạn thấy rằng nó được làm bằng gỗ và có cánh buồm màu đen. Bạn có thể nghe thấy tiếng la hét và cổ vũ. Bọn chúng là cướp biển, với miếng che mắt, kiếm lưỡi cong và vẹt. Chúng đến gần và ném dây thừng lên bom tàu của bạn. Không truyền thuyết nào kể về những tên cướp biển của thế kỷ trước hoạt động ở tam giác quỹ Bermuda hay con tàu ma Flying Dutchman khiến những con tàu khác biến mất. Một lý thuyết phổ biến là tàu du hành về quá khứ xa xăm hoặc tương lai qua cổng thời gian ở tam giác quỹ Bermuda. May thay, tất cả chỉ là lời đồn đoán và bạn đang ngồi đây, trong thực tế và chờ đợi đội cứu hộ. Tuy nhiên, đúng là cơn bão đã bắt đầu, những con sóng lớn làm rung chuyển tàu. Bạn nhận ra lực lượng cứu hộ sẽ không thể đến chỗ bạn trong thời tiết này. Vì vậy, bạn phải đợi đến sáng. Bạn mặc áo phao vào và giữ chặt bánh lái. Cơn bão có vẻ không quá mạnh, nhưng lúc này, ở bên phải của du thuyền, bạn nhìn thấy một con sóng lớn. Nó có kích thước bằng một tòa nhà 10 tầng. Con sóng xuất hiện quá nhanh và lật úp con tàu của bạn nhẹ như không. Cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc du thuyền bị lật tới 2 lần và vẫn ở trên mặt nước. Con sóng lớn tan đi cũng đột ngột như khi nó xuất hiện. Một giây sau, một tia sáng chói lóa xuyên qua cái tầng mây. Đây không phải là mặt trời, mà là một cái đĩa phát sáng. Nó hạ xuống du thuyền và làm thay đổi trọng lực. Con tàu đang từ từ bay lên không trung. Một tiếng rú lớn ập đến tai bạn. Cái đĩa phát sáng mở ra và bạn đang ở trong một không gian tối đen. Đây cũng là truyền thuyết mà thôi. Tàu vũ trụ từ các thiên hà khác không bắt cóc người ở vùng tam giác quỹ đâu. Trong cơn bão, bạn trở lại bom tàu. À mà con sóng khổng lồ đó là có thật nha. Hiện tượng này có tên là sóng độc. Người ta thấy loại sóng này ở khắp nơi trên thế giới và không chỉ trong cơn bão. Sóng độc
có thể bất ngờ xuất hiện khi biển lặng. Thậm chí, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu được hết bản chất của hiện tượng này. Nhiều người tin rằng những con sóng truyền động năng cho nhau tạo ra một làn sóng duy nhất, phun ra điện tích và trở nên to lớn một cách không ngờ. Ngay sau đó, con sóng biến mất vì năng lượng đã cạn kiệt. Không có bằng chứng nào cho thấy sóng độc thường xảy ra trong tam giác quỷ. Tuy nhiên, khu vực Bermuda là nơi thường xuyên hứng chịu bão táp và cuồng phong. Trong điều kiện như vậy, sóng độc dễ dàng xuất hiện. Cơn bão đã tan, bạn vui mừng vì mình đã tai qua nạn khỏi. Bạn có thể thấy những tia nắng đầu tiên và nghe thấy tiếng nước sủi bọt xung quanh du thuyền. Không có sóng, biển lặng, nhưng bề mặt đại dương lại rất kỳ lạ. Trông như thể chiếc du thuyền bị mắc kẹt trong một bát súp khổng lồ đang sôi ùng ục vậy. Nước sôi mạnh đến nỗi khiến con tàu rung chuyển một cách dữ dội. Bạn ôm chặt bánh lái, nhưng một cú va chạm đặc biệt mạnh đã ném bạn qua mạn tàu. Bình tĩnh nào, mọi chuyện vẫn ổn. Có một lý thuyết mang tính thực tế nhưng chưa được xác nhận cho rằng bên dưới tam giác quỷ Bermuda là các mỏ khí metan. Đôi khi, loại khí này thoát ra từ đáy biển và làm nước nổi bong bóng, sủi bọt trên mặt nước. Hiện tượng này có tồn tại, nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng vùng tam giác quỷ Bermuda không chứa nồng độ khí metan. Bạn đã ở một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh trong gần 24 giờ và vẫn sống sót. Cuối cùng, bạn nhìn thấy lực lượng cứu hộ. Con tàu đang đến gần, mọi người lấy ra các hộp nhiên liệu để đổ cho du thuyền của bạn. Nhưng vào lúc đó, bạn nhìn thấy một cái vây khổng lồ to như cả một cánh buồm. Và rồi, một con cá mập khổng lồ lao lên khỏi mặt nước. Hàm của nó chứa hàng trăm chiếc răng sắc nhọn, to bằng lòng bàn tay người lớn. Con cá mập lao vào du thuyền và kéo nó xuống đáy. Vâng, chuyện này cũng không có thật. Trên thực tế, lời đồn về Megalodon bơi lội trong tam giác quỷ Bermuda còn chẳng tồn tại ấy. Ngày 4 tháng 12 năm 1970, phi công Bruce Gannon có hai hành khách trên chiếc máy bay một động cơ Big Crab Bonanza của mình, bố anh và đối tác kinh doanh. Họ cất cánh từ đảo Andros ở Bahamas và đích đến là phía tây bắc bờ biển Florida. Chắc chắn họ đã ở trong không phận của tam giác Bermuda khét tiếng, nhưng đây là chuyến bay quen thuộc mà Bruce đã thực hiện hàng chục lần trước đó. Chuyến đi thường kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Bruce cất cánh và tăng dần độ cao. Ngay từ lúc này, nhiều điều kỳ lạ đã bắt đầu diễn ra. Ban đầu, anh nhận thấy một đám mây nhỏ phía trước, nhưng nó cứ lớn dần lên. Không phải do máy bay đến gần hơn, mà do đám mây thực sự có kích thước lớn hơn. Bruce phải bay qua nó và ra bên ngoài một cách ổn thỏa. Anh đạt đến độ cao hành trình và một đám mây bí ẩn khác xuất hiện. Đám mây này rất lớn và Bruce cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bay qua nó. Lúc đó, trời tối như mực xung quanh máy bay, nhưng đây không phải là một đám mây bão và trời không mưa. Bruce bắt đầu lo lắng và rồi bùm, anh nhìn thấy những tia sáng trắng lóe lên. Bruce tiếp tục bay thêm 30 phút nữa thì nhận ra đây chính là đám mây mà anh đã bay qua trước đó khi đi lên cao. Nhưng bây giờ, đám mây có hình trụ và máy bay đang bay qua tâm của nó. Nó rộng và dường như vô tận. Bruce đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra nổi cái bẫy đó. Nhưng một phút sau, anh nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng đột nhiên, các vách của đường hầm trên mây dần thu hẹp. Chúng đang nhốt máy bay lại. Các công cụ định vị bắt đầu loạn lên. La bàn tự quay ngược chiều kim đồng hồ. Các vách của đám mây cứ thu hẹp lại, càng lúc càng nhỏ, quấn lấy nhau như một cơn lốc. Các thiết bị điện vẫn chập chờn. Bruce sắp hết thời gian, anh ấy phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Sau 20 giây mạch lử, anh đã thoát ra khỏi cái bẫy mù mịt này. Sau này, khi mô tả lại, Bruce cảm thấy không trọng lượng trong 5 giây khi máy bay rời khỏi đường hầm. Những đám mây tan ra và bây giờ máy bay đang ở trong lớp mây mỏng xám nhạt. Ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Bruce lập tức lấy bộ đàm và liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất để xác định vị trí của anh. Nhưng khi nhìn vào màn hình màu xanh lục, khuôn mặt của điều phối viên nhăn lại vì khó hiểu. Máy bay của Bruce không có trên radar, cứ như máy bay vô hình vậy. Nhưng sau đó, điều phối viên cho biết máy bay đã ở trong không phận Miami. Bruce bị sốc cực độ, không thể như thế được. Hãy nhớ rằng toàn bộ chuyến đi thường kéo dài khoảng 90 phút, nhưng lần này nó chỉ mất 47 phút để đến đích. Máy bay của anh ấy không đạt tốc độ vượt âm một cách thần kỳ so với tốc độ giới hạn bay tối đa của mô hình. Về mặt vật lý, điều này là không thể.
điều phối viên chắc hẳn đã nhầm lẫn. Nhưng khi những đám mây tách ra, Bruce thấy mình thực sự đang ở phía trên Miami. Máy bay đã hạ cánh an toàn và đã đến lúc cố gắng giải đáp bí ẩn này. Bruce kiểm tra lượng nhiên liệu còn lại và đồng hồ của mình. Sau khi tính toán nhanh, anh chỉ càng thêm bối rối. Máy bay đã không dùng hết lượng nhiên liệu mà lẽ ra nó phải dùng. Hồ sơ lưu trữ thể hiện 84 vết đen cùng một cơn gió mặt trời mạnh đã được ghi lại vào ngày hôm đó. Điều này gây ra nhiễu động trong quyển từ của trái đất, dẫn đến sự rối loạn của các thiết bị và radar trên máy bay. Nhưng cho đến nay, chưa ai có thể giải thích được tại sao máy bay tới Miami nhanh như vậy. Có thể trong thời gian tới, sự thật sẽ được hé lộ, nhưng hiện tại, nó vẫn là một trong những câu đố bí ẩn về tam giác quỷ Bermuda.